home. Đồng hành hai hòm nhé, đó là hai hòm, không biết là hai hòm. Test thử cái đoạn mà mình chơi con kia thì chạy map 10 thì nó cũng có rất nhiều lửa, thì mình thử chạy con này xem có đâu có lửa không nào. Quất mình về thành rồi trời. Mình đến cái thành mình nói chuyện anh em. Rồi. Cái ngược không thì anh em biết rồi. Tám quả. Cái này chắc anh em chơi quen là anh em biết rồi. Anh em được bóc
Chơi ạ, thì tất cả anh em nên tắt hết cái giao diện mà hệ thống các thứ ấy. Thì cái này mình sợ ồn quá thì mình mở cho anh em để nghe thấy ồn thôi. Nói chung là nó cũng nhiều đồ nhưng mà anh em biết chơi rất dễ khi mà bảo thì nó có lửa nhiều thì
Dạ con ít người xem thử về nó ra sao mà. Nó có làm tốt không? Nhân 300 100. Dạ ok hiểu đi. Đang nhận thuộc mới ra hàng thôi. Mua thêm những trong kỳ chân cát á thì nó cũng bán đầy đủ anh em ạ, như là có đá level 4, level 5, rồi ba đồ hoàng kim đồ cổ ấy, ngựa, lệnh bài, chân nguyên, tiến vật, nói chung là nó bán đầy đủ anh em ạ. Nếu sau này anh em tiết kiệm được kim nguyên báo ấy, vũ khí đồng hành để mình xem vào mua cái gì này. Thoải mái đập chết cái ông thợ rèn của bao luôn. Mình không mua cái gì đâu, mình ra là đi tập đồ thôi, tập đồ với ra thôi. Tập sáu đúng rồi, tập sáu cái này chắc anh em thấy trên lên được level với trang bị
Bây giờ mình đi kiếm mai trên này. Bây giờ nó thấy mình nó yếu, nó ăn hết mình quá. Đi ra đánh chết, đi ra đánh chết. Mình thì mình mới vào thì mình test thử để đánh chết anh em thử nha. Mình chạy yếu quá. Anh em yên tâm nha, chơi cái game này là không có lập thể nha. Có anh em nào lập thể em không được nha. Thì có thấy dấu em ra nó bắt nạt được không? Ra chết, ra chết. Mình thử chạy nhiệm vụ xem nào. Mình chắc là chạy nhiệm vụ này không lên được level nhanh bằng mình đi game đâu. Làm gì thế? Thật là bí ẩn. Đó, cái này mình biết rồi. Cái này là mỹ nhân. Cái gì nhỉ? Mình chưa có. Cái gì mình chưa có. Cái gì mình chưa có. Giai nhân như thế. Cái danh hiệu á. Danh hiệu này là anh em đeo danh hiệu này nó sắp quăng cái vòng trái tim á. Ủa thế cũng đẹp mà. Cái này thì nó dùng luôn
mà bán được, tôi bán lâu rồi, tôi lấy kinh nghiệm từ từ khác rồi. Thế anh em ok, võ lâm của Vida Game hay là võ lâm lậu mà cứ thấy là thằng nào nó tên thuốc lào thuốc lá mà lên cái chào bán đâu thuận rẻ vậy, tôi bán sạch cái này đập giá cái gì đâu đó, đập cái này là đồng nhiễm này này để hút sinh lực đấy, cái thằng này nó đập 4-5 cái ra hút sinh lực này này này. Nó đập ra cái đầu mà giá hết sinh lực Vina Game nó phát sáng luôn. Mà thấy trong cái được cái hết sinh lực 12% là may lắm rồi. Bọn này tay nó thối lắm, đập giỏi lắm, 8%, 7% mà. Đấy, hai cái anh em nguyện cầu nguyện cho tôi để cái sinh lực 12% mới được, cái kia được 3 và 12% là ngon rồi. Đây là con tay này chắc chắn là tốn cái hai đoàn đấy rồi.
tao sang cái hạt kia tối hôm qua mình chơi lúc 3 giờ sáng á, mà mình lên mic không được thì mình cũng chỉ có lên mình viết thế thôi, anh em thông cảm. Mình nên mình đào lên cái đó, ạc nó lên để anh em thấy. Rồi, đây là cái ạc đêm qua mình chơi lúc hình như là 11 giờ mấy á thì mình mới vào mình chơi được. Mà mình chơi được có 3 phút là nó đau ra. Vào lòng hội xem nào. Trời ơi, lì xì quá lì xì con này. Cái này mà gặp Vina Game là anh em bốc là không còn cái nào đâu này. Nhưng mà bên này thì nhìn thấy lì xì không có thích đúng không em? Nhìn thấy lì xì là mình thấy bình thường rồi. Người vàng bên này nó cho quá trời nhiều. Anh em cứ chịu khó, anh em đăng nhập thường xuyên. Ngày nào anh em đăng nhập nó cho 10 vạn thì mình bảo thì anh em coi đi đập đá không bao giờ hết rồi. Sáng thì mình cũng có đập mấy cái đồ này rồi, mình đập rồi nên bây giờ mình đập cũng không được. Hình như nó trong một ngày đập chỉ có 20-30 lần hay sao ấy. Bây giờ mình đập nó không có chạy hao cái thế tinh của mình, mà nó cũng không có hao cái gì, nó không lên gì cả, nó thất bại. Cái này mà nó mà cho đập thoải mái như cái khác thì mình mua một lúc cả 10 vạn thủy tinh mình đập để thôi, để coi như là cái server này nó bấy luôn đó. Mình ghét tất cả cái chuyện tăng cấp cái này này. Cái này mà lên bậc 10 đó là thôi ăn mừng luôn này. Hôm qua mình 10 vạn nguyên bảo mình mua mấy cái mình cũng không quên này. Mình mới chơi mình không nhớ rõ bây giờ là tín vật của đảo hoa đúng rồi, mình chưa bấm vào nhưng mình đoán vậy đúng rồi, tín vật đảo hoa ai đúng rồi.
mình mua, các bạn không biết đâu, mình mua xem là lên dạng giờ quấy xe vờ là mình không mua nữa này, không cần phải mua luôn, thì trong thị trường cáp nó bán mà, trong nội lộ, vì là ra, tôi vi sơ bị thiếu rồi, mày cứ tao vào thị trường cáp, tao quất một quấn là bọn mày cũng chết, hiểu ạ. Cái này mình lấy thịt mình đầy người anh em ạ. Nhà mình thiếu gì điều kiện anh em. Nó thích quất cho nó thắm 4-5 quấn đi. Ngô đập chết cụ luôn. Đó, cho nó chết. Nhà mình giàu mà. Thích đột phá lên. Rồi. Trời ơi, thiếu 2 quấn. Đây rồi. Chết cụ tôi rồi. Phần phá nguyệt, phần phá nguyệt. Để tôi mua được quất hải quất anh em nhìn này, cho lên một chung luôn. Mày sợ bố mày không có hả? Quất mày luôn. Đó, em thấy không? Nhà mình không có gì ngoài điều kiện anh em ạ. Đó, quất nó luôn. Trời ơi, level 80 nó cho quất đây. Mày quất nó, bà nội nó không cho. Sao mấy cái thằng này nó lực chiến nó cao như vậy ta? Để mình hỏi nó xem sao. Mấy ông làm cái gì mà cấp lên nhanh vậy mà lực chiến lên cao vậy, chỉ với mấy ông này. Mấy ông ơi, chỉ dùng là cái làm sao mà các ông lực chiến nhanh vậy mà cấp lên nhanh vậy? Bà nội nó sao thằng nào cấm mic tao ấy. Ông chỉ đây xem là sao mà cấp ông lên nhanh với lực chấm lên nhanh mà ông chỉ dùng được cái này. Nghĩ đi. Nó không được anh em ơi. Đó, con này mình chơi đêm qua anh em thấy không? Bật danh hiệu thấy lấp lánh này anh em này, nhìn này, thấy không? Nó bình thường này, đó. Không bao giờ có ngựa đâu. Đây là bật danh hiệu thứ này. Đấy, yeah. Võ lâm đệ nhất, lý nhân. Đó là danh hiệu. Đấy, anh em thấy không? Xung quanh người đó là những bạn chạy có tim rơ giá tơ này, thấy không? Cái là mấy tiếng tàu mà mình đừng thấy anh em ạ, mình đừng không hiểu gì cả. Con tôi là pháp, tôi chạy ở rơi nó đãi thôi, nhưng tôi chạy là rơi nó tìm rồi, đấy tìm kết bà nó rồi nó chạy đó. Tôi chưa thấy cái bài nào mà bốn thành viên đâu, các cơ bổ nhiệm làm trưởng lão bỏ bối nó bằng khó thế à. Anh em chờ tôi chọc con này đi ra, bổ nhiệm con này làm ban chủ ban khó với trưởng lão hết luôn. Được thôi, tự nhiên xong có mấy nhỉ? Tôi đâu có tăng bậc của chú rượu này. Không đây này, chú đang chú đâu, đây này. 200 ở rồi, tôi sẽ đi lượn lờ xem này. Bây giờ làm nhiệm vụ mục tiêu này. Năng lực thăng cao. Tôi quên đấy là tôi không nói anh em. Cái này á,
là mình đi hoạt động ạ. Mình được anh em nha. Ngày đi hoạt động thì anh em đi mình được. Còn mình chưa có gia viên. Quất luôn gia viên luôn. Nhà mình giàu mà. Cần thiết lên gia viên luôn. Nhà mình thiếu gì điều kiện đúng không em? Đấy, tranh mù phần nói chuyện hai đấy anh em ạ. Anh em đồng cảm nha. Đấy, đấy, sao nó chạy vậy? Thằng kia sao mà đứng con ngựa thấy ghét. Bố mày méo xây ra viền rồi đấy. Để làm gì được trời ơi. Anh ạ, tôi không biết làm gì cả. Tôi chơi game này chơi vậy, tôi không biết làm gì cả. Anh em thường cái. Để tôi đi chạy cái cái app đi. Chúng nhá tập đội. Rồi mình hoạt động. Anh em thấy này. Bây giờ có một mình chạy vẫn được anh em ạ. Cái này nó khác của cái VR game với lại mấy cái game khác á. Hoạt động mình chạy mình vẫn đi được. Đấy. Cái này này hình như theo mình nghĩ thì nó biết là cái này ít người chơi á. Nó để anh em chạy hoạt động của mình, anh em chạy vẫn được à. Rồi mình test thử nha.